Hai tất cả mọi người nghe. Lâu quá rồi, bên laptop 123 cũng mới quay lại clip các bạn. Mấy ngày nay thì nhiều bạn hỏi về cái dòng Lenovo ThinkPad các bạn. Nó có hai phiên bản, đó là Ryzen và Intel. Thì các bạn nên chọn model nào? Thì bây giờ mình sẽ bóc hai em ThinkPad E15 Gen 2 Intel và Gen 3 Ryzen để các bạn chiêm ngưỡng bề ngoài nó có khác nhau gì không, và cái cấu hình bên trong thì để các bạn chọn cái model nào phù hợp với nhu cầu của các bạn nha. Đây, hiện tại thì cái dòng ThinkPad thì mình có về hai cái dòng Ryzen 5 5500U và Ryzen Intel i5 1135G7 các bạn. Đây, để mình bóc một em Ryzen nha, Intel này. Chip AMD. Đây các bạn. Đối với dòng ThinkPad thì như là cái đặc điểm bên ngoài thì các bạn biết rồi. Cái đặc điểm bên ngoài là nó giống, cái ngoại hình là nó giống từ thời xưa giờ luôn bạn. Dòng ThinkPad là giống từ xưa thời xưa giờ luôn, nó không thay đổi về cái ngoại hình luôn. Nó chỉ thay đổi về con chip theo thời gian thôi các bạn. Đây, hiện tại thì mình đang cầm hai chiếc ThinkPad. Đây các bạn, E15, tất cả là E15 nha. Dòng mình đang bán cái dòng phổ thông, tức là dòng văn phòng các bạn. E15 Gen 2 thì nó là Intel, mà Gen 3 là nó chạy chip AMD Ryzen 5 các bạn. Thì có rất là nhiều bạn phân vân luôn các bạn, là hỏi là hai em này thì nên chọn em nào. Thì theo laptop 123 nha, thì mình vẫn thích cái chip AMD các bạn. Nhiều bạn thì sợ là AMD là nó không biết nó có bền hay không. Đó, thì Intel thực ra nó phát triển từ xưa đến giờ nó cũng rất là mạnh, và con giữa AMD và Intel là giống như hai người đối đầu các bạn từ xưa đến giờ luôn đó, khó, rất là khó phân biệt nha. Thì tùy các bạn thích em nào thì các bạn chọn em đó. Riêng dòng Ryzen thì so với Intel thì mình nghĩ là nó sẽ mạnh hơn, mà mình có cảm nhận là nó sẽ mạnh hơn Intel chút xíu. Thì cái con ThinkPad E15 Gen 2 thì nó là i5 11 35G7. Đó, còn em này thì Ryzen 5 5500U. Đó, em Ryzen RAM 8 SD512 và RAM em này là nâng được nha. Đối với dòng Ryzen là nâng RAM được, nó còn chống 1 khe. Còn như Intel thì nó chỉ có 1 khe thôi, và mình muốn nâng thì mình phải bỏ cái cũ gắn cái mới. Đó, vẫn nâng cấp được. Ryzen thì cũng có khe để gắn SSD luôn các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình bóc em này ra các bạn coi nha. Hàng Intel thì của DigiWorld phân phối các bạn. Còn của thằng Ryzen thì thằng FPT. FPT này là FPT Signet phân phối, nhà phân phối các bạn, chứ không phải là FPT Shop các bạn. FPT Shop không có hàng đâu. Ngoại hình, cấu hình và ngoại hình hai em này thì các bạn không thể phân biệt được luôn. Bây giờ ThinkPad nó làm mấy cái dòng phổ thông nhưng mà nó làm còn rất là chắc chắn các bạn. Có đèn bàn phím này kia rất là đầy đủ các bạn. Đây, mình sẽ bóc ra hai cho các bạn hai con. Đây là con Intel ạ, trước mắt các bạn có Intel. Thật ra nếu mà để như vậy thì các bạn không phân biệt được là đâu là Intel, đâu là Ryzen luôn. Tại ngoại hình nó cơ bản là giống nhau 100%. Cái nút đỏ này khi mà cắm sạc vô thì chỗ đỏ này nó sáng lên luôn các bạn, sáng lên.
Thật ra ThinkPad là nó thực sự là rất đẳng cấp nha các bạn. ThinkPad là nếu mà so với Dell hoặc là Asus hay Acer hay là HP mà tầm trung như cái thằng ThinkPad này, thực sự là không có cái sản phẩm nào qua được ThinkPad đâu bạn. Thứ nhất là cái ThinkPad, cái bàn phím nó rất rất là êm các bạn, đánh rất là êm nhé, nó rất là chắc chắn luôn đó. Đó, thấy ngoài hình đó. Cái mặt này là bằng nhôm mà, bằng nhôm nha, mặt này là bằng nhôm. Rồi mình sẽ đem cho các bạn mình bên trong. ThinkPad bây giờ là nó làm mà có bảo mật vân tay đó mà, tất cả đây có bảo mật vân tay. Đó, các bạn khỏi thắc mắc luôn nè, ngoại hình là ThinkPad là giống nhau 100% luôn. Đó. Nó không khác tí nào đâu mà. Đây mình giới thiệu sơ bộ về cái con Intel và con Ryzen. Intel thì nó là i5 1135G7, RAM 8GB, SSD 256. Đó. Còn cái con Ryzen này thì Ryzen 5 5500U, RAM 8, SSD 512. Đó. Mà Ryzen thì nó có thể nâng cấp thêm SSD được. Đó. Nó có cái lợi thế vậy. Bây giờ mình sẽ kích lên cho các bạn coi. Bây giờ tất cả các dòng là nó đều dòng nó đều chạy sạc C các bạn, sạc Type C. Con Ryzen thì nó tới 6 x 12 luồng xử lý các bạn. Ryzen là 6 x 12 luồng, còn Intel thì nó chỉ 4 x 8 luồng thôi. Nó cũng có cái sự khác biệt vậy. Và mấy cái em này thì nó xài hệ điều hành là Fedora các bạn, Fedora các bạn, Fedora nha. Nếu mà bạn nào mà xài nếu bạn nào mà xài đốt thì vẫn ok không? Hoặc là các bạn không ấy thì mình cứ cài Win bản rồ vô mình xài thôi. Đây boot. F2 là boot mất tiêu rồi. F10 các bạn. Bỏ bút không? Chạy hơi nít rồi. Đó các bạn. Cái dòng ThinkPad này nó lung tung hết, delete bấm F11 các bạn. Đây các bạn sẽ thấy này, nó chạy Ryzen 5 5500U. Đó. RAM 8GB. Em này RAM 8GB là 8GB on board các bạn, nâng maximum là 24GB. Đó. Gắn thêm 16GB vào vẫn được nha.
SSD 512 và vẫn còn chống một kha. Đối với dòng Ryzen mình đang nói con Ryzen các bạn. Con Intel là mình đã nói từ trước trước đây mấy có clip không nói về Intel rồi, mình đang còn nói về con Ryzen 5 nha các bạn. Ryzen 5 là nó có thể nâng cấp được RAM và nâng được ổ thêm một ổ cứng SSD nữa. Tức là nó có hai ổ cứng SSD nha. Đó. Nó hay chỗ đó à. Nó có đèn bàn phím luôn nha. Các bạn lưu ý là tất cả các dòng mà ThinkPad là nó đều xài function các bạn, thay FN này. Đó. Cho nên các bạn là ví dụ cho các bạn thấy cái chức năng biểu tượng mặt trời ở đây này là cái này nó có đèn bàn phím nha. Đó. Nó có đèn bàn phím à, các bạn thấy không? Đối với dòng ThinkPad là các bạn yên tâm luôn. Bàn phím nó sáng và cái đồ này của bàn phím nó rất là cao luôn. Bàn phím này đánh êm lắm mà, đánh là bao êm luôn. Đó, như các bạn thấy là ngoại hình của cái con ThinkPad E15 mà Gen 2 Gen 3 là ngoại hình là giống nhau nha. Còn tùy vào nhu cầu của các bạn á, các bạn thích Intel thì các bạn chọn Intel. Các bạn thích AMD thì các bạn chọn AMD. Thật ra hai cái mã AMD và Intel thì là nó chạy là song song từ xưa đến giờ rồi, phát triển như nhau các bạn. Tuy nhiên là mình cảm nhận của người bán như mình thì mình thấy là cái con AMD là nó sẽ chạy tốc độ nó cao hơn con Intel luôn, nó tới 6 nhân lực chạy cũng khá là ok, mượt lắm các bạn. Đối với dòng ThinkPad mà phi đốt như mấy em này á, thì nếu mà các bạn không biết cài thì bên laptop 123 cài miễn phí cho các bạn luôn, Win 10 Pro hoặc là Win 11 Pro luôn đó, cài các bạn miễn phí luôn, tất cả các phần mềm miễn phí nha. Đó. Thì như các bạn nhìn thấy là như con ThinkPad thì phía trên này các bạn, phía trên này nó vẫn có cái màu cam nha. Đây là mình bấm tắt lại cho nó để nó dễ thấy. Đèn bàn phím là các bạn thấy rồi đó, chỗ này nó vẫn có tắt mở cam nha các bạn. Đó. À, đó là tắt rồi đó, mở ra đó. Đó là một chức năng bảo mật camera. Chức năng bảo mật thứ hai đó là nút bảo mật vân tay các bạn. Đây trên này nó có nút bảo mật vân tay trên nút nguồn luôn, đây nó dán ấy, là khi nào các bạn mua thì các bạn tháo này ra để chúng ta xài được cái bảo mật vân tay trên này. Đó. Nó có đầy đủ tất cả các chức năng luôn, phía trên bàn phím là các bạn thấy này đó, nó nhiều chức năng lắm, hầu như là xài function các bạn. Và những cái chức năng mà cơ bản của dòng ThinkPad như cái nút màu đỏ đây, nút sensor đây, rồi hai cái nút đây, nó đặc trưng của ThinkPad này. Còn các bạn bạn nào mà đam mê ThinkPad là các bạn đều biết những chức năng cụ thể của em mấy cái nút này rồi. Nút lồng màu các bạn. Đó. Đối với dòng 15 inch thì nó có bàn phím số kế bên đó. Êm lắm các bạn. Đây xài sạc Type-C các bạn biết rồi, sạc nhanh lắm. Em này có Thunderbolt luôn mà, Thunderbolt 4 nha các bạn. Đầy đủ tất cả các chức năng luôn. Đó, bên bên trái nè. Bên trái thì nó có mạng LAN nè. Đó. Em này thì cân nặng nó rơi vào một tầm 1,6 kg bạn, rất là đầm tay nha. Đó, rất là nhìn cái máy rất là chắc chắn và cứng cáp nha. Tuy nó không có mỏng như những cái dòng mà như là ZenBook hay này kia nhưng mà nó thể hiện một cái sự là rất là chắc chắn. Đó. Độ bền em này cực kỳ là cao nha. Bên bên phải và có thêm một cổng USB nha các bạn. USB và mạng LAN, đó, RJ45 nha. Đó. Và bên trái thì nó có cổng HDMI này, có audio này, đó, C nữa bạn. C này thì cổng này cổng sạc nhanh. Tuy nhiên khi mà chúng ta không sạc á thì chúng ta vẫn có thể xuất từ cái này đi được các bạn, xuất cái này đi luôn nha. Nó vừa sạc vừa xuất luôn nha, in out luôn nha bạn. Để USB này, HDMI đó, có hai cổng USB, có HDMI, có mạng LAN, đó, có Thunderbolt, đó, sạc nhanh luôn. Quá đã. Đây mặt phía sau thì bình thường thôi các bạn. Đó. Lenovo bây giờ nó bảo hành support nữa mà. Đó. Tận hưởng dịch vụ cao cấp luôn nè, đó, với tổng đài này.
dịch vụ 24/7 của Lenovo Việt Nam luôn. Thật ra cái dịch vụ bây giờ cái hãng nào nó cũng đua nhau làm các bạn. Em ThinkPad E15 Gen 3 này thì mình đã nâng cấp cho khách nhiều rồi, mình biết là nó có hai khe RAM, một khe 8GB onboard và chống một khe đó. SSD là có hai khe rời đó. Chúng ta nâng cấp thoải mái luôn. Đối với dòng i5 và Ryzen là giống nhau bạn, ngoại hình là giống nhau nha, không khác một tí nào. Ok, để mà xem trực tiếp hơn và trải nghiệm trực tiếp hơn đối với dòng ThinkPad E15 á, Gen 2 cũng như Intel á, thì tùy vào nhu cầu các bạn, thật sự là tùy vào nhu cầu. Nếu các bạn mà làm bên lĩnh vực như là chơi game thì các bạn mua AMD, hoặc còn nếu bạn nào mà về cái đồ họa chẳng hạn thì các bạn mua Intel đó. Nó tùy vào nhu cầu. Khi mà các bạn tới laptop 13 thì các bạn cứ nói nhu cầu của các bạn để mình tư vấn cho các bạn chọn cái máy nó phù hợp cho các bạn, cũng như là phù hợp với túi tiền nha. Hai em này là cái giá bằng nhau, hiện tại đang bán 17 triệu chín. Ok, xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều nha.